Xin chào mọi người, nay mình mới về thêm một chiếc điện thoại Nokia X201 nha. Hiện tại bên mình đang bán và bảo hành cho mọi người lên tới là 1 năm. Địa chỉ bên mình đang bán ở đường Trường Chinh, các bạn có thể qua đây để mua hàng trực tiếp hoặc là đặt online nó tiện hơn nha. Ở đây thì cái máy này sẽ có hai màu sắc, chúng ta lựa chọn đó là phiên bản màu đỏ và phiên bản màu đen. Đây là phiên bản màu đen nha mọi người nha. Đây là phiên bản màu đỏ này. Đây là phiên bản màu đỏ. Nắp lưng sau cũng màu đỏ, con kia màu đen thì nắp lưng sau màu đen. Cái màu đen đỏ thì nó nhìn nó sẽ đẹp hơn vì nó có hai cái viền này trong nội sắc á. Nhưng mà sau thì lại chói quá, thì anh em có thể chọn được lựa hai màu tùy mình lựa chọn. Ở đây thì sau lưng nó có cái chữ Nokia ấy. Mọi người có thể là bọc keo lại nha thì nó không bị mất cái chữ này. Còn không thì nếu mà không ai quan tâm thì cứ kệ nó. Nó sẽ có một cái chìm khi chúng ta mất đi á, thì nó sẽ có một cái chữ Nokia chìm như thế này. Đó. Và bây giờ mình sẽ quay video lắp SIM, lắp thẻ nhớ vào cho mọi người này. SIM thì chúng ta sẽ yêu cầu một cái SIM to nhá, pin là pin loại đắt tiền này. Chúng ta gắn vô. Cậu mình gắn SIM trước đi. SIM này chúng ta phải có cái khung nha. Gắn cái SIM vô trước này. Cái máy này thì đỡ vất vả hơn, hướng dẫn mọi người lắp SIM nó cũng dễ hơn đấy. Vì nó có cái chiều rồi. Ở đây thì chúng ta sẽ có một gắn một cái thẻ nhớ. Thẻ nhớ gắn vào chiều nhỏ vào trước. Rồi đó, đóng lắp lại nha. Ở đây chúng ta sẽ có một cái chỗ gài ấy, mình phải gài nó vào. Khi chúng ta đã gắn thẻ nhớ rồi, chúng ta phải lựa mới gắn được cái nhựa này vào nha, cái mũ cao su này vào này. Chúng ta sẽ phải hơi lựa đấy. Mình cũng chưa có gắn được, kệ để tí mình gắn lại cho. Men bên trong thì các bạn nhìn thấy này, men bên mình thì nó sẽ sạch đẹp như này. Còn như các bạn mua mấy cái hàng 201, 202 thì mình không biết, nó sẽ xấu hơn, nó sẽ reset nha. Mình có nhìn qua mấy cái loại đó cho mọi người có cho mình xem rồi. Ở đây thì mình còn những lớp keo này, các bạn về bóc sau nha, keo ngoài keo trong này, trượt nó vào. Đây các bạn nhìn thấy không, nó đang hở này. Khi chúng ta đóng thì cái mũ này nó sẽ giữ, nó sẽ bấu lại. Nhưng bây giờ mình đang lắp cái thẻ nhớ rồi thì nó sẽ hơi khó. Đó, thấy chưa, nó sẽ hơi khó. Nên là chúng ta muốn kín ấy, thì mình sẽ lấy một cái kim khâu quần áo chúng ta ấn nó vào thì nó sẽ dễ hơn. Cái này thì mình, mọi người về mua về thử nha. Ở trước những cái này nó còn dán keo, mọi người bóc nó ra. Rồi. Đây là máy này, nó sẽ có nhiều hàng chính hãng thì nó sẽ có nhiều thứ tiếng nhá. Mọi người truy cập vào đây này, vào phần cài đặt. Kiếm cái hình mà có điện thoại này, bấm vô. Bấm vô liên tục, khi nào mà thấy thì chúng ta bấm tiếng Việt. Rồi, tiếp đó thì mình sẽ đi vào những cái phần chi tiết của nó bây giờ này. Hiện tại trên màn hình thì nó có nhiều cái tính năng mình có thể cài ra được, giống kiểu ngày giờ này, lịch báo thức các thứ. Mình cài hết vào bên ngoài để khi chúng ta sử dụng thì nó tiện hơn đấy. Ở đây thì khi mình gắn SIM, gắn thẻ nhớ vào rồi thì mình bật những chức năng của nó lên, giống như kiểu là mình sẽ duyệt một lần cho bài hát này. Nó sẽ ra cái trình phát nhạc. Ở đây chúng ta không dùng Bluetooth thì chúng ta tắt đi nha. Mấy cái này thì nó vẫn vào mạng được á, nhưng mà mình không biết cài, mọi người có thể về cài xem được không nha. Đây là nút tăng giảm âm lượng. Nút tăng giảm âm lượng ở đâu nhỉ? Nút tăng âm lượng, nút tăng tiến lên và lùi xuống nha mọi người. Nút này không phải là tăng âm lượng đâu, cái này là cái thanh mà mở lên để chép dữ liệu ấy. Một ngàn năm hai triền miền
Rồi cái này thì máy này nó có chụp ảnh thứ, ở đây có mic thu âm là mọi người này. Khi chúng ta gọi tới thì nó sẽ có rung chuông loa mic đầy đủ cho mọi người nha. Chủ đề thì mình có thể biến đổi cái chủ đề của mình theo nhiều cái, mà hoặc mình có thể tải những cái chủ đề về. Đây khi chúng ta gọi tới này, chuông rung của nó này. Đó. Đó, cho mọi người thấy cái độ rung của máy. Đó, rung nó mọi người. Khi ra đường thì